Kỳ họp thứ 8 của Quốc hội khóa 15 khai mạc vào sáng ngày 21 tháng 10 và bế mạc muộn nhất ngày 30 tháng 10 được dự báo sẽ đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong hệ thống chính trị của Việt Nam. Khi chức vụ Chủ tịch nước, một trong bốn chức danh lãnh đạo cao nhất của đất nước sẽ được Quốc hội bầu chọn. Theo phân tích từ nhiều nguồn và dự đoán của giới chuyên gia, Thường trực Ban Bí Thư Lương Cường đang là ứng cử viên sáng giá nhất cho vị trí này. Quốc hội bầu Chủ tịch nước thay ông Tô Lâm gọi tên Lương Cường. Kỳ họp thứ 8 của Quốc hội khóa 15 khai mạc vào sáng ngày 21 tháng 10 và bế mạc muộn nhất ngày 30 tháng 10 được dự báo sẽ đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong hệ thống chính trị của Việt Nam khi chức vụ Chủ tịch nước, một trong bốn chức danh lãnh đạo cao nhất của đất nước sẽ được Quốc hội bầu chọn. Theo phân tích từ nhiều nguồn và dự đoán của giới chuyên gia, Thường trực Ban Bí thư Lương Cường đang là ứng cử viên sáng giá nhất cho vị trí này. Dự kiến sau khi quốc hội thông qua nghị quyết bầu chủ tịch nước mới trong kỳ họp tới đây, Tổng bí thư chủ tịch nước Tô Lâm chỉ còn tập trung vào công việc của đảng. nhất là khi công tác nhân sự và văn kiện cho đại hội 14 dự kiến diễn ra vào đầu năm 2026, bước vào giai đoạn quyết định. Bên cạnh việc kiện toàn các chức danh lãnh đạo cấp cao, quốc hội dự kiến sẽ xem xét 39 nội dung, trong đó có 29 nội dung thuộc công tác lập pháp, 10 nhóm nội dung về kinh tế xã hội, ngân sách nhà nước, giám sát và các vấn đề khác. Một trong những nội dung quan trọng mà Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 8 này là dự án đường sắt cao tốc Bắc Nam với kinh phí ước tính khoảng 70 tỷ đô la Mỹ. Đảng Cộng sản Việt Nam là hệ thống hoạt động trên nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách và tập trung dân chủ. Có thể hiểu rằng với mô hình này, cơ quan nào càng đông thì càng có quyền lực. Như vậy, Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng là cơ quan quyền lực nhất, rồi tới Ban chấp hành Trung ương, kế là Bộ Chính trị. Tuy nhiên để có thể duy trì trách nhiệm thì cần phải có cá nhân phụ trách. Trong bộ chính trị có nhóm tứ trụ là những người lãnh đạo cao nhất với xếp hạng về quyền lực từ trên xuống lần lượt là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng và Chủ tịch Quốc hội. Những chức vụ này thường do các cá nhân khác nhau nắm giữ và hoạt động như một hệ thống kiểm soát và cân bằng quyền lực nội bộ nhằm ngăn tình trạng quyền lực tập trung quá mức vào một cá nhân, phá vỡ cơ chế lãnh đạo đại tập thể. Việc một cá nhân nắm giữ hai chức vụ cao nhất sẽ tạo ra nguy cơ về sự lạm quyền hoặc thiên lệch trong các quyết định quan trọng. Và vì vậy dù Tổng Bí Thư là vị lãnh đạo quyền lực nhất thì cũng không thể áp đặt ý chí của mình lên Bộ Chính trị và phải dẫn dắt và tìm kiếm sự đồng thuận. Tiến sĩ Zachary Abuja, giáo sư tại Đại học Chiến tranh Quốc gia Mỹ, chuyên gia an ninh khu vực Đông Nam Á nói rằng Quốc hội thông báo sẽ bầu chủ tịch nước mới tại kỳ họp thường kỳ lần thứ 8 cho thấy Ban chấp hành Trung ương Đảng muốn khôi phục cơ cấu quyền lực tứ trụ truyền thống. Nhưng tôi nghĩ ông Tô Lâm thích việc kiêm nhiệm cả hai chức vụ. Tương tự ông Tập Cận Bình, khi Tổng Bí Thư cũng là nguyên thủ quốc gia thì công tác đối ngoại sẽ dễ dàng hơn. Chức danh chủ tịch nước theo lý thuyết là nguyên thủ quốc gia phụ trách đối nội lẫn đối ngoại. Nhưng dưới thời cố Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng, vị trí này bị lấn át bởi quyền lực của Tổng Bí thư. Minh chứng cho điều này là khi Tổng thống Mỹ Joe Biden đến Hà Nội và nâng cấp quan hệ Việt Nam Hoa Kỳ lên đối tác chiến lược toàn diện, người chủ trì lễ đón chính thức hội đàm với ông Biden là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, không phải là Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng. Một số cuộc điện đàm với nguyên thủ quốc gia của các cường quốc cũng do ông Trọng thực hiện. Tuy nhiên, có ý kiến cho rằng dù ông Tô Lâm có thể kiêm nhiệm cả hai chức vụ nhờ vào quyền lực hiện có của mình, bản thân ông muốn tránh tạo ra ấn tượng rằng việc củng cố quyền lực cá nhân sẽ gây tổn hại đến nguyên tắc tập thể lãnh đạo truyền thống tại cuộc gặp các cựu lãnh đạo đảng nhà nước vào ngày 15 tháng 8 tổng bí thư chủ tịch nước tô lâm đã nói rõ ràng rằng sẽ kiện toàn các chức danh lãnh đạo cấp cao vào tháng 10 năm 2024 như một lời cam kết rằng sẽ không có việc nhất thể hóa và không có sự thay đổi nào về cơ chế tập thể lãnh đạo giáo sư can nhà phân tích chính trị việt nam nói rằng Tổng Bí Thư Chủ tịch nước Tô Lâm không tiếp tục kiêm nhiệm có thể là do có những cân nhắc về lo ngại của các nhà đầu tư nước ngoài về sự ổn định chính trị ở Việt Nam. Vì thế, việc khôi phục lại cơ chế lãnh đạo tứ trụ sẽ giúp chấn an những mối quan ngại. Nếu không còn là chủ tịch nước, ông Tô Lâm có thể sẽ ít có những cuộc tiếp xúc với các nguyên thủ quốc gia hoặc thực hiện các chuyến công du nước ngoài như vừa qua. Phân tích trên cho thấy việc Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm kiêm nhiệm cả hai chức vụ có thể giúp hệ thống chính trị của đất nước trở nên ổn định hơn trong ngắn hạn. Tuy nhiên, mặt trái là nền dân chủ tập trung của Đảng có thể bị ảnh hưởng. Điều này có thể tạo ra khả năng bất ổn chính trị về dài hạn, đặc biệt là khi nhà lãnh đạo Tô Lâm nghỉ hưu làm xuất hiện khoảng trống quyền lực. Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2021-2026 đã trải qua một chuỗi biến động chưa từng có. Bắt đầu từ sự từ chức của ông Nguyễn Xuân Phúc vào tháng 1 năm 2023, rồi đến việc ông Võ Văn Thưởng bị mất chức chỉ vài tháng tại nhiệm sau đó. Chính trường Việt Nam dường như vẫn đang trong quá trình tái định hình. Tính cả lần bầu chủ tịch nước trong kỳ họp Quốc hội lần này, nhiệm kỳ 2021-2026, chức danh chủ tịch nước có tổng cộng 4 sự thay đổi. Ông Nguyễn Xuân Phúc, ông Võ Văn Thưởng, ông Tô Lâm và nhân vật sắp tới được đảng giới thiệu để quốc hội bầu trong kỳ họp này. Giờ đây, trước thêm kỳ họp thứ 8 của Quốc hội khóa 15, đã xuất hiện những đồn đoán về nhân vật này thay thế Tổng Bí Thư Tô Lâm, làm Chủ tịch nước, cũng dần lộ diện. Trong danh sách những ứng cử viên tiềm năng, cái tên được nhắc đến nhiều nhất là Đại tướng Lương Cường, Thường trực Ban Bí Thư, Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Xét theo quy định 214QDTU của Bộ Chính trị về khung tiêu chuẩn các chức danh để làm chủ tịch nước, cá nhân cần tham gia Bộ Chính trị chọn một nhiệm kỳ trở lên. Hiện trong Bộ Chính trị, chỉ còn ông Tô Lâm và ông Phạm Minh Chính là thỏa mãn yêu cầu này. Tuy nhiên, quy định 214 cũng nêu trường hợp đặc biệt cho những chức danh trong tứ trụ. Nếu ứng viên không hội đủ một số tiêu chuẩn thì Ban chấp hành Trung ương có thể quyết định trường hợp ngoại lệ. Do đó, ghế chủ tịch nước vẫn mở cửa cho các ứng cử viên chưa làm tròn một nhiệm kỳ trong Bộ Chính trị. Bài viết của tiến sĩ Lê Hồng Hiệp và tiến sĩ Nguyễn Khắc Giang trên mạng Fulcrum của Viện Nghiên cứu ISEAS thuộc Singapore nhắc đến việc khả năng cao thường trực Ban Bí thư Lương Cường sẽ trở thành chủ tịch nước kế nhiệm ông Tô Lâm. Xét quá trình công tác của Đại tướng Lương Cường có thể thấy, con đường binh nghiệp của ông chủ yếu tập trung vào công tác chính trị, công tác đảng, Tại Việt Nam, Đảng Cộng sản lãnh đạo toàn diện nên vai trò của sĩ quan chính trị trong quân đội luôn đặc biệt quan trọng. Đồng chí Lương Cường còn có thâm niên trong Trung ương Đảng với 3 khóa liên tiếp 11, 12 và 13 và là Ủy viên Bộ Chính trị được bầu từ đầu khóa. Hiện ông là Thường trực Ban Bí Thư, một vị trí quan trọng sau tứ trụ. Trước đây có thể tiền lệ là ít nhất hai đời chủ tịch nước được bầu lên từ vị trí thường trực ban bí thư đó là Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng. Vì vậy khả năng cao tứ trụ của ông Lương Cường là rất cao. Thường trực Ban Bí Thư Lương Cường vừa có chuyến thăm chính thức tới Bắc Kinh từ ngày 9 đến ngày 12 tháng 10, theo lời mời của Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc. Một điều đáng chú ý là khác với chuyến thăm cấp cao gần đây của Việt Nam, thông tin về chuyến công du của Thường trực Ban Bí Thư Lương Cường tới Trung Quốc không được truyền thông Việt Nam đưa tin rộng rãi. Phải đến ngày 11 tháng 10, hai ngày sau khi ông rời Trung Quốc, một số tờ báo mới bắt đầu đưa tin về các cuộc gặp quan trọng giữa thường trực ban bí thư lương cường và chủ tịch trung quốc tập cận bình cũng như cuộc hội đàm với bí thư ban bí thư đảng cộng sản trung quốc thái kỳ điều này phần nào phản ánh tính nhạy cảm của chuyến thăm tuy nhiên việc thường trực ban bí thư lương cường người giữ vị trí thứ năm sau tứ trụ có cuộc hội kiến với chủ tịch trung quốc tập cận bình cho thấy có một sự trọng thị từ phía trung quốc có một lý do nữa khiến ông lương cường là ứng cử viên nặng ký cho vị trí chủ tịch nước, đó là việc cân bằng quyền lực giữa hai lực lượng công an và quân đội. Giáo sư Canthier nói rằng, có tin đồn quân đội muốn đề bạt ứng cử viên của mình vào vị trí chủ tịch nước để thành đối trọng với bên công an. Giáo sư Zachary Abuza từ Đại học National War College Hoa Kỳ nhận định rằng dù ông Lương Cường không còn phục vụ trong quân đội nhưng ông vẫn được coi là đại diện cho lợi ích của quân đội nhân dân Việt Nam trong bộ chính trị và quân đội được cho là đang cố gắng cân bằng ảnh hưởng với bộ công an. Ông Lương Cường là ai? Thường trực ban bí thư Lương Cường sinh năm 1957 quê ở thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Ông là Ủy viên Bộ Chính trị khóa 13, Bí thư Trung ương Đảng khóa 12, Ủy viên Trung ương Đảng khóa 11, 12, 13, đại biểu Quốc hội khóa 15, Trước khi được phân công nhiệm vụ mới, ông là Ủy viên thường vụ Quân ủy Trung ương, chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam. Ông Lương Cường có trình độ chuyên môn là cử nhân xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước. Từ một chiến sĩ thiếu úy năm 1979, ông Cường lần lượt được thăng quân hàm qua các năm 1981 trung úy, 1982 thượng úy, 1985 đại úy, 1989 thiếu tá, 1993 trung tá. 1997 thượng tá và thăng quân hàm đại tá vào năm 2001. Từ năm 2003 đến năm 2006 ông Lương Cường giữ chức phó tư lệnh về chính trị, bí thư đảng ủy quân đoàn 2. Đầu năm 2006 ông được thăng quân hàm thiếu tướng. Sau đó ông có hơn một năm tham gia chính ủy quân đoàn 2. Ông được thăng quân hàm trung tướng vào năm 2009 và giữ chức chính ủy quân khu 3 từ tháng 1 năm 2008 đến tháng 5 năm 2011. Cuối năm 2014, ông Lương Cường được thăng quân hàm thượng tướng. Ông cũng giữ chức phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam trong hơn 4 năm, từ tháng 6 năm 2011 đến tháng 12 năm 2015. Ông Cường được thăng quân hàm đại tướng vào đầu năm 2019. Trong giai đoạn từ tháng 5 năm 2016 đến tháng 1 năm 2021, ông là chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương, ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, ủy viên Tiểu ban Bảo vệ chính trị nội bộ Trung ương. Đầu năm 2021, ông Lương Cường được Ban Chấp hành Trung ương khóa 13 bầu vào Bộ Chính trị. Tháng 6 cùng năm, ông trúng cử đại biểu Quốc hội khóa 15. Vào ngày 20 tháng 5 năm 2024 tại hội nghị ban chấp hành Trung ương 9, ông Lương Cường được bộ chính trị phân công tham gia ban bí thư và giữ chức vụ Thường trực ban bí thư thay cho bà Trương Thị Mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi, đừng quên bấm đăng ký kênh để không bỏ lỡ những tin tức mới mỗi ngày.